Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop claim 1.500.000 token có ký hiệu là BKSwap. Đây thì token này của một cái ví nha các bạn, một cái ví hiện tại đã có mặt trên Sitelay hoặc Lapsor nè các bạn. Mình mới chuyển về Sitelay đó mất tiêu. Thôi thì các bạn vào đây, các bạn có tìm hiểu nữa thì các bạn download app về các bạn. Mình hướng dẫn các bạn claim Marie đi. Thì con này trong chương trình bán hàng VSL nè các bạn. Còn 16 ngày nữa nó sẽ lưu trên sàn BankSwap mà. Rồi thì để claim được con này thì các bạn cần lộ trình của nó nè. Thì các bạn cần tại Twitter này nọ đều có thông tin đầy đủ hết trơn các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào trình duyệt với chocolate, chọn kết nối mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống như dán thế này thì rồi các bạn bấm vào một claim nào nha các bạn. Sorry các bạn, mình đã chat đây. Rồi bạn bấm claim now thì hồi nãy mình đã chat nên nó không có được các bạn. Vì mình đã claim rồi nên mình dùng là một ví khác các bạn. Hầu như là các bạn sẽ tốn được 0.0003 BNB các bạn, 0.1 đô. Token này các bạn claim là sẽ có lời lãi chắc luôn các bạn. Ok, sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy phần link một con chắc với phần link mô tả của mình nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn copy con chắc của nó nè các bạn. Rồi các bạn mở ví chocolate của mình lại nè. Mình chép nhiều ví lắm các bạn. Bạn gửi vô đây nha các bạn. Bạn mở ra nè. Rồi mình đã nhận được 1.500.000 token BKSwap nè. Ok, sau này có thông tin con này list sàn giá cao mình sẽ cập nhật cho các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.